Chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo trận đấu giữa hai câu lạc bộ Everton và câu lạc bộ Liverpool. Đây là trận đấu bù vòng đấu thứ 29 giải ngoại hạng Anh và trận này sẽ được diễn ra vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày 25 tháng 4 và theo đánh giá thì câu lạc bộ Liverpool sẽ là đội được đánh giá cửa trên và sẽ chấp câu lạc bộ Everton với mức kèo là 1 trái, mức kèo cũng có thể tăng 1,25 và hạ xuống còn 0,75, mức tài xỉu là 3 trái, 3,25 và 2,75 tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là hiện tại thì mình cũng có nhóm Zalo và Telegram cập nhật kèo bóng cho các bạn tham khảo mỗi ngày. Đường link của nhóm thì mình có để ở bên dưới phần mô tả của video này. Các bạn cứ việc xuống dưới phần mô tả, ấn vào đường link của nhóm để đăng ký làm thành viên và sẵn tiện tham khảo về những kèo bóng khác nhé. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận này. 5 lần gặp nhau gần nhất của Everton và Liverpool. Everton hòa 1 và thua 4 trước Liverpool. 5 trận thi đấu gần nhất của Everton. Everton thắng 2, hòa 1 và thua 2. Còn 5 trận thi đấu gần nhất của Liverpool thì Liverpool cũng thắng 2, hòa 1 và thua 2. Và ở lần đối đầu này với mức kèo như thế này thì theo nhận định của mình thì lần này mình sẽ đặt niềm tin vào Everton được chấp 1 trái hoặc là 1,25 nhé. Vì sao? Mặc dù gặp lại Liverpool thì một lần nữa Everton vẫn bị đánh giá cửa dưới như ngày nào, nhưng mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại thì Everton họ cũng không phải một đối thủ hoàn toàn quá yếu so với Liverpool đâu. Thứ hai nữa thì Everton có được điểm tựa trên sân nhà. Và thứ ba nữa thì nếu như hai đội kết thúc với một tỷ số hòa hoặc là Everton có để thất bại trước Liverpool với cách biệt là một bàn thì chúng ta chọn Everton được chấp. Chúng ta cũng chỉ từ què kèo đến thắng kèo mà thôi. Và trong bóng đá thì nó cũng chưa nói trước được nhiều điều khi mà 90 phút chưa kết thúc. Không phải lúc nào cửa dưới thì phải nhận thất bại đâu. Thời gian vừa qua thì Everton họ đang có phong độ cũng ổn. Và ở lượt trận này thì Everton sẽ có được lực lượng đầy đủ nhất cộng với điểm tựa sân nhà. Thì biết đâu đây sẽ là lần đầu tiên cho Everton đá bại được Liverpool. Sau 5 lần đối đầu trước đó chưa thắng được Liverpool thì sao? Cho nên bạn nào tin tưởng mình ưu tiên chọn Everton được chấp. Mình nghĩ cũng sẽ rất là sáng cho các bạn. Mức tài xỉu là 3 trái, 3,25 và 2,75. Những lần gặp nhau trước đây của hai đội á, thì đa phần cũng có từ 3 hoặc 4 bàn trở lên. Và ở những lượt trận gần đây, cả Everton lẫn Liverpool đang có hiệu suất ghi bàn cũng rất đều đặn. Dự đoán cuộc đối đầu này sẽ là cuộc đối đầu đầy hấp dẫn và sẽ có nhiều bàn thắng được ghi. Có thể là hai đội sẽ hòa nhau 2 đều hoặc 3-2 hay là 4-2 nghiêng về cho Everton trận này. Bạn nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên đá nhẹ tài 3, canh tài hạ dưới 3 thì vào tài theo ý muốn của các bạn nha. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,25 và tài xỉu là 1,25. Dự đoán hiệp 1 với điểm tựa sân nhà và phong độ đang ổn định, hàng thủ đang chơi tốt thì có thể là hiệp 1 Everton họ cũng sẽ không thua trước Liverpool đâu. Thậm chí là hiệp 1 Everton mới là đội sẽ có một bàn dẫn trước, thậm chí là hai bàn. Hiệp 1 các bạn chọn Everton được chấp nha, canh tài còn từ 1 trái trở xuống thì vào. Tóm lại trận này chốt kèo là chọn Everton và tài. Ở hiệp 1 cũng vậy, chúc các bạn may mắn.